Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S-Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức nổi bật nhất và không thể bỏ qua có trong ngày hôm nay nhé. Và trước khi đến với những tin tức nổi bật của ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn đến từ một thương hiệu ốp lưng số 1 trên Shopee, OWiFi. Như mọi người đã biết thì OWiFi là thương hiệu ốp lưng số 1 trên Shopee đang có một đợt sale khủng, giảm giá đến 50% tất cả các mẫu ốp lưng với giá chỉ từ 1x. Ốp lưng IMD chống bụi Mickey giá chỉ từ 24.000 đồng, ốp lưng trong suốt viền màu giá chỉ từ 6.000 đồng, ốp lưng nhám mật mờ giá chỉ từ 9.000 đồng, ốp lưng in hình nhám Princess giá chỉ từ 22.000 đồng. OWiFi cam kết về chất lượng và hoàn trả ngay nếu như phát hiện ốp lỗi hoặc hỏng. Và nếu như mà các bạn đang quan tâm thì hãy đặt hàng ngay ở link mà bọn mình đã để sẵn ở bên dưới nhé. Mới đây thì cư dân mạng lại được một phen nóng mắt trước một màn đòi quà nhân dịp trung thu của một cô gái 22 tuổi. Và do quá bức xúc trước thái độ của cô bạn gái nên chàng trai này đã đăng đàn tất cả câu chuyện lên mạng xã hội để nhờ cư dân mạng vào xử lý cùng. Theo những gì mà nam chính chia sẻ lại thì bạn gái của anh có tên là L.A. Cô gái này có quê gốc ở Hà Nội, chính vì vậy mà cô luôn tự hào mình là gái phố và yêu cầu bất cứ ai yêu cô đều phải đáp ứng những nhu cầu sao cho xứng tầm với cái mác này. Và do hôm vừa rồi là Tết Trung Thu, chàng trai đã hẹn đi chơi với bạn gái, nhưng không hiểu sao cả buổi hẹn hò cô lại tỏ ra giận dỗi và chẳng nói chẳng rằng. Thậm chí cô gái còn đăng tải một status với nội dung sợ nhất mấy người keyboard kẹt xỉ, lấy thì chắc chết. Lúc về nhà nhắn tin thì anh bạn trai này mới vỡ lẽ. Lý do khiến cho cô người yêu này không vừa ý đó chính là vì anh quên không tặng quà cho cô. Và điều này khiến cho anh chàng bực mình và hỏi lại rằng có phải là thiếu nhi nữa đâu mà đòi quà trung thu, và đồng thời khẳng định những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, ngày sinh nhật thì anh cũng không bao giờ thiếu quà cả. Lúc này thì cô nàng L.A. này mới phản pháo lại rằng trung thu chỉ là cái cớ thôi, nếu có lòng và tinh tế thì đã không vô tâm như vậy rồi, không bằng một góc người yêu nhà người ta. Đỉnh điểm là khi chàng trai này nhận được câu nói đầy khinh bỉ của cô bạn gái này dành cho anh. Yêu gái thủ đô mà lại ngại đầu tư, cứ hở ra xem thằng khác có nhảy vào không, anh phải biết anh là ai chứ. Thậm chí cô gái này cũng không ngần ngại nói rằng bố mẹ cô khuyên đừng yêu anh, bởi vì anh là trai quê, lên thành phố chỉ chăm chăm kiếm gái thủ đô để ở rể, rồi vác cả họ lên. Cuối cùng thì chàng trai đã tuyên bố rằng thôi giải tán luôn đi cho khỏe, không lại mang tiếng tôi đi lừa đảo gái Hà Thành để bon chen lên thành phố. Và màn bóc phốt của anh chàng này sau khi đăng tải thì đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận của cư dân mạng. Đa phần mọi người đều cảm thấy vô cùng bức xúc thay cho anh chàng này khi yêu phải một cô gái đào mỏ và tính tình tiểu thư khinh miệt người khác như vậy. Thậm chí nhiều người còn lần mò được Facebook của nữ chính này và đã dần dần vào thả phẫn nộ và kèm theo những lời chỉ trích cô gái này. Tuy nhiên thì một số ý kiến khác lại cho rằng thực chất đây chỉ là một câu chuyện hư cấu được tạo ra để hút view mà thôi. Và đứng trước phản ứng trái chiều của cư dân mạng thì cô gái này đã im lặng nhưng lại nhắn tin cầu xin bạn trai gỡ bài. Khi mà anh không đáp ứng nguyện vọng của cô thì cô gái này đã đổi giọng luôn. Mày hài lòng chưa? Mày làm gia đình tao khổ sở, mày hiểu không? Thằng đàn bà. Hiện tại thì cư dân mạng vẫn đang tiếp tục xôn xao bàn tán với màn bóc phốt của cặp đôi trên. Vài tiếng trước khi chương trình Rap Việt chính thức lên sóng thì rapper Carrick đã bất ngờ đăng tải hình ảnh selfie chung cùng với Pinzy và đồng thời khẳng định rằng lịch sử Rap Việt sẽ diễn ra vào tối ngày hôm nay. Trên dòng trạng thái thì Carrick cho biết Binzy chính là người mà anh hay cà khịa nhiều nhất nhưng lại là người đồng nghiệp mà anh dành sự tôn trọng nhất. Carrick nói thêm, cả hai không chỉ cùng quan điểm về nghề nghiệp mà Binzy còn đang làm điều đúng đắn với âm nhạc nước nhà. Và đặc biệt, Carrick còn khẳng định rằng lịch sử rap Việt sẽ diễn ra vào tối ngày hôm nay. Và được biết vào tối ngày hôm nay thì team của Binzy cũng là team huấn luyện viên cuối cùng sẽ chính thức ra quân trong vòng đối đầu của chương trình rap Việt. Và cũng trong sáng ngày hôm nay thì Binzy đã đăng tải dòng trạng thái khá tâm trạng khi chia sẻ về thí sinh show truyền hình Rap Việt. Binzy đã không ngần ngại thừa nhận rằng những chiến binh trong chương trình chính là những viên đá quý của nghệ thuật đường phố cũng như là ngành giải trí này. Và đáng chú ý là dù đang rất cảm xúc nhưng mà Binzy cũng không quên khịa người bạn Carrick của mình theo một cách đầy chân thành khi mà chia sẻ. Anh không rơi nước mắt như là người bạn mong manh khoa phạm Carrick của anh, nhưng tụi em biết rõ người thấy những công sức cố gắng của tụi em nhiều nhất sẽ là người đau nhất. Được biết thì vòng đối đầu của team huấn luyện viên Binzy tại Rap Việt sẽ chính thức được lên sóng vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay mùng 3 tháng 10. Mới đây trên một diễn đàn, sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải thông tin về việc một số sinh viên của trường đã bị nhân viên của một quán cà phê cạnh trường chửi cảnh cáo về việc là những bạn này đã vào quán rồi mà lại qua quán khác.
Theo thông tin trên fanpage của trường đại học trên, vào hôm 1 tháng 10 vừa qua, một nhóm sinh viên gồm 3 người đã đi vào một quán cà phê cạnh trường có tên là 3 O'Clock. Do có một người trong nhóm vẫn còn bình nước nên chỉ gọi hai đồ uống thôi, nhân viên quán đã không chấp nhận điều này nên nhóm bạn đã đi sang quán khác. Tuy nhiên khi đang ngồi thì một người được cho là nhân viên của quán 3 O'Clock kia đã đến và chỉ thẳng vào người bạn không order lúc trước với thái độ côn đồ và trợ búa rồi nói: "Mày là đứa lúc nãy không order đúng không? Tao cảnh cáo mày rồi đi." Vụ việc này đã khiến cho rất nhiều người, trong đó thì có các sinh viên của trường đại học này, vô cùng phẫn nộ. Và sau khi thông tin về vụ việc này được đăng tải thì phía quán cà phê đã ngay lập tức có hình thức xử lý, và cụ thể quán đã cho bạn nhân viên có thái độ không đúng kia nghỉ việc và đồng thời đăng tải tâm thư xin lỗi trên fanpage của quán. Tuy nhiên thì điều này vẫn chưa khiến cho các khách hàng cảm thấy hài lòng. Rất nhiều ý kiến của các khách hàng vẫn chưa chấp nhận sau cách giải quyết của quán cà phê này. Một số bạn thì còn yêu cầu nhân viên trong vụ việc trên phải có lời xin lỗi chính thức. Hiện tại thì vụ việc này vẫn đang nhận về rất nhiều những ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng. Liên quan đến vụ việc cô dâu bùng 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng tại thành phố Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Điện Biên, thì mới đây phía cơ quan chức năng đã cung cấp thêm một số lời khai của đối tượng này xung quanh vụ việc đang gây xôn xao dư luận. Theo đó thì cô gái có tên U khoe rằng cô đang công tác tại cơ quan nhà nước ở địa phương. Vào tháng 8 năm 2020 thì U đã đặt anh L là chủ nhà hàng TP làm 7 mâm cơm trị giá 7 triệu đồng để tiếp khách của cơ quan và yêu cầu ship đến địa chỉ do U cung cấp. Số tiền này thì U xin được nợ lại và sẽ thanh toán sau. Sau khi anh L gọi điện đến để đòi số tiền 7 triệu đồng thì U đã nói dối là sau này sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh rồi trả một thể. Thấy anh L tin tưởng, không mảy may nghi ngờ nên U đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2020, U đã gọi điện thoại cho anh L để đặt 156kg gà sống, 40kg giò và 180 hộp mía trị giá gần 23 triệu đồng để tổ chức báo hỷ tại nhà gái. Lúc này thì U cũng đã đặt vấn đề về việc làm tiệc cưới 150 mâm và yêu cầu nhà hàng dựng phông dạp vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Theo lời đặt hàng của U thì anh L đã chuyển đủ số thực phẩm trên trong vài ngày sau đó. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 thì phông dạp và thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà cô U và quan viên hai họ không một ai có mặt cả. Khi vụ việc lùm xùm trên mạng xã hội thì U đã rời khỏi địa bàn và đồng thời cũng xóa số máy đã dùng để liên hệ đặt tiệc cưới của nhà hàng TP này. Được biết thì trước đây U là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mầm non năm 2018. Hiện tại thì chưa có việc làm. U là người chưa có tiền án tiền sự, và chiều tối ngày 1 tháng 10 vừa qua thì cơ quan chức năng đã tìm thấy U sau một ngày cô tắt điện thoại và mất hút từ thời điểm lùm xùm bùng tiệc cưới xôn xao trên mạng xã hội, và lúc này thì cô U đang có ý định vượt biên. Lực lượng chức năng đã mời cô U về trụ sở để làm việc ngay sau đó, và sau khi lấy lời khai thì đại tá Tráng A Tủa là giám đốc công an tỉnh Điện Biên đã cho biết các cơ quan tố tụng sẽ trưng cầu giá trị tài sản và giám định tinh thần đối với CTU để làm căn cứ xử lý cho vụ việc này. Mới đây thì trào lưu nối caption của các cặp đôi thì đã khiến cho nhiều dân FA vô cùng ghen tị, và nhiều bạn trẻ thì còn quyết định là lấy hẳn phần giới thiệu trên trang Facebook cá nhân để thể hiện tình cảm của mình. Cụ thể là các cặp đôi sẽ cùng nói về một chủ đề hoặc là cách dùng câu giống nhau ở phần giới thiệu hay là tiểu sử hoặc là phần caption để làm sao khi mà đặt hai câu cạnh nhau để nhận ra được nhiều điểm chung. Và theo đó thì người ở vế sau sẽ có một chút trả treo và đối đáp lại người ở vế trước. Nhưng mà chỉ cần nhìn vào thôi thì cũng đủ thấy là hai bên có gì đó với nhau rồi. Và cách thức này thì cũng giúp khẳng định chủ quyền một cách nhẹ nhàng mà lại rất mới mẻ và hấp dẫn. Và bây giờ thì ngập tràn mạng xã hội là những dòng giới thiệu, caption theo đôi và theo cặp như vậy của những người đang yêu nhau. Và ai ai thì cũng đang cố gắng nghĩ ra những câu nói độc đáo nhất để nói về tình yêu của mình. Và đương nhiên, ngay sau đó thì sẽ có một người khác phụ họa theo. Tuy nhiên thì trào lưu dành riêng cho các cặp đôi này cũng đang làm khổ dân FA, chưa thể tìm ra được nửa kia của mình. Và nhiều người đã bày tỏ sự ngột ngạt khi mà liên tục gặp phải các cặp đôi trên mạng xã hội đụng vào nỗi đau của mình như vậy. Số khác thì lại cho rằng công khai tình cảm như vậy vẫn là dễ thương và cũng lại bắt trend nữa, và dễ dàng dằn mặt những tiểu tam đang có ý định với nửa kia của mình. Trên bản tin truyền hình trực tiếp của CNN vào hôm 2 tháng 10 vừa qua, thì phóng viên Nhà Trắng của đài là Jim Acosta đã dẫn lời từ một nguồn tin cho biết có lý do để lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của Tổng thống Trump sau khi ông được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo đó thì nguồn tin này cho biết trợ lý của Tổng thống nói có lý do để lo lắng cho sức khỏe của ông Trump tối nay. Nguồn tin miêu tả Tổng thống Trump rất mệt và gặp vấn đề về hô hấp.
Tuy nhiên thì quan chức Nhà Trắng tiếp tục nói ông Trump sẽ ổn. Một nguồn tin khác lại nói rằng ông Trump bị hoảng sợ sau khi biết kết quả xét nghiệm và ngày càng trở nên lo lắng hơn vì xuất hiện những triệu chứng sốt. Trước đó thì cơ quan chức năng Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã sốt từ ngày 2 tháng 10. Tuy nhiên thì Nhà Trắng khẳng định ông Trump chỉ có triệu chứng nhẹ. Bác sĩ của Tổng thống Trump là ông Colley cũng cho biết trong một số tuyên bố rằng ông Trump vẫn mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn tốt sau khi được tiêm một mũi kháng thể kép và tĩnh mạch. Ngoài ra thì Tổng thống cũng đang dùng thuốc tăng cường hệ miễn dịch, ví dụ như là kẽm vitamin D, aspirin và một số những thuốc thông thường khác. Mới đây thì Tổng thống Trump đã nói trong một đoạn video đăng tải trên Twitter giải thích về việc nhập viện của mình. Ông Trump đã cho biết: "Tôi nghĩ tôi đang rất ổn. Chúng ta cần đảm bảo mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ." Bên cạnh đó thì thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết việc Tổng thống Trump nhập viện là một biện pháp phòng ngừa và ông Trump được bố trí tại một phòng đặc biệt để có thể vừa cách ly vừa làm việc tại Watergate. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại rất nhiều những tin tức nổi bật và không thể bỏ qua có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay, mùng 3 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ hai tuần tới nhé.